Thôi toang rồi anh em ạ, Samsung nếu mà cứ làm điện thoại kiểu này thì không biết sau này Oppo rồi Vivo sẽ bán cho ai. Tại vì cùng tầm tiền của những chiếc điện thoại ngang ngang với con Galaxy A33 đang có trên tay mình ở đây, thì với những chiếc điện thoại khác nó sẽ không thể nào mà có được những cái tính năng này. Và cụ thể thì con Galaxy A33 này nó có cái gì hay và tại sao mình lại nói như vậy, thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình, cùng FA Channel bắt đầu video để đánh giá về con Galaxy A33 này nhé. Trước tiên ấy, thì về mức giá, mình chưa có mức giá chính xác của Galaxy A33, nhưng dự kiến thì nó loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 8 triệu. Và các bạn hãy nhớ rằng là Samsung khi nào cũng có trừ quà nếu như các bạn đặt ở những đại lý, ví dụ như là Cell Phone S, nên là mức giá cuối cùng của chúng ta mua khi mà cốt con này chỉ loanh quanh đâu đó nhé. Mình nghĩ rằng là trừ thì cũng phải trừ khoảng tầm 1-2 củ, thế nên là mức giá mà chúng ta mua thì nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 7 củ thôi. Thì mình thấy đây là một trong những con điện thoại cực kỳ ngon và xứng đáng đồng tiền bát gạo anh em bỏ ra. Rồi, bây giờ thì đập hộp thôi. Về cái hộp ấy, thì với Galaxy A33, cái hộp của nó thực sự là quá bảo vệ môi trường. Với tầm giá này thì mình nghĩ rằng là Samsung nên mang củ sạc rồi các kiểu vào trong hộp. Thì như vậy thì với những người dùng cơ bản, những người dùng phổ thông của chúng ta sẽ không có bị mất thời gian rồi phải đi tìm kiếm mua củ sạc các kiểu đó. Thì cái hộp này như các bạn đã thấy rằng là nó mỏng như thế này thì không thể nào mà nhét một cái củ sạc khoảng tầm 20 mấy W vào được. Và khi các bạn mua chiếc máy này thì bên trong các bạn sẽ có chiếc Samsung Galaxy A33 của chúng ta này. Ngoài ra thì về phần phụ kiện thì các bạn để coi nào. Ui, có sợi cáp không? Ấy, không biết là có sợi cáp không nhỉ? Đây là một chiếc máy mà mình đi mượn thôi, nên là không biết là có sợi cáp hay không. Nếu mà không có sợi cáp thì toang quá. À, có cáp anh em ạ. Như vậy là chúng ta chỉ cần mua thêm một cái củ sạc Samsung 25W nữa là xong. Như vậy là có cáp, không có ốp lưng, và chúng ta chỉ có máy và một sợi cáp duy nhất thôi. Nói về cái phần thiết kế của con Samsung Galaxy A33 thì mình có thể nói thẳng các bạn luôn, đây là một trong những con điện thoại có thiết kế mặt sau đẹp nhất trong tầm này. Và cụ thể là với phiên bản màu trắng mình đang có ở đây, thì ngay cái phần mặt lưng của con Samsung Galaxy A33 thì mình đã thấy rằng là nó rất ấn tượng khi mà chúng ta nhìn vào cái phần mặt lưng này rồi. Nó đẹp và cái phần mặt lưng này hoàn thiện của nó cũng rất là tốt các bạn ạ. Đương nhiên là tầm này thì các bạn sẽ không thể nào mà yêu cầu một chiếc máy có mặt lưng được làm từ chất liệu là kính hay là những chất liệu cao cấp hơn. Nhưng mà với chất liệu nhựa đang có trên em nó thì mình thấy cái độ hoàn thiện của nó cũng đã ổn rồi, không hề bám một chút mồ hôi dấu vân tay nào. Và cũng như là các bạn hãy xem cái hiệu ứng thị giác của chúng ta khi mà nhìn vào cái cụm camera đang có trên cái sản phẩm Samsung Galaxy A33, nó rất là đẹp. Và một cái là không có cái điểm G ở ngay cái phần cam này này, nên là khi mà chúng ta lau cái phần cam này thì nó không hề bám bụi. Nói chung là đẹp và thiết kế của Galaxy A33 thì mình rất là thích. Đó, về cái phần viền này này, mình và bạn editor cũng như một vài bạn khác thì mình rất tò mò là cái viền này nó làm từ chất liệu gì. Tại vì mình cũng đã dùng thử một vài cái miếng kim loại này gó vào cái phần viền này thì mình cảm giác là nó làm từ chất liệu là kim loại đó. Còn khi mà mình đọc cái spec của con này thì nó được làm từ nhựa, và khi mà mình bấm móng tay vào con này mình cảm giác nó rất là cứng. Mình cũng không biết được là nó sẽ được làm từ chất liệu kim loại hay là kim loại phủ nhựa nữa, nhưng mà về cái độ bền, về cái độ chắc chắn thì cái phần khung viền này của cái sản phẩm Samsung Galaxy A33 mình đánh giá là khá là tốt. Và với con Galaxy A33 này thì nó thiết kế theo cái kiểu là đời mới, nó làm giống so với những con như là S22 vân vân, thế nên là nó sẽ hơi bị vuông vuông một tí xíu giống những con iPhone đấy các bạn. Và đây là đặc điểm chung thiết kế của những con điện thoại trong thời điểm hiện tại. Thì mình thấy rằng là cá nhân mình thì mình không thích cái kiểu thiết kế này, vì với những cái phần cạnh, ví dụ như cái phần cạnh cuối ở đây này đó, những cái phần cạnh góc này này, khi mà chúng ta cầm vào tay thì nó cảm giác nó hơi bị nó không được thoải mái lắm các bạn ạ. Nếu như mà Samsung làm theo cái kiểu trước đây trên những con như là S20 mình đã từng review ấy đó, thì nó sẽ êm hơn ở cái phần này và không có gây cảm giác cấn tay. Còn con này thì mình cảm giác là nó vẫn hơi cấn tay một tí xíu. Nhưng mà được cái là con này thì thiết kế của nó, màn hình của nó cũng không phải là quá lớn, nên là với đại đa số người dùng của chúng ta khi mà cầm chiếc điện thoại này thì nó cũng sẽ là vừa miếng. Và với những cái điểm khác ấy, thì Galaxy A33 sẽ có ở đây là cổng sạc Type-C, nó có loa ngoài, và loa ngoài của nó sẽ là hệ thống loa kép và hỗ trợ Dolby Atmos luôn nhé. Các bạn hãy nghe một cái đoạn mà mình sẽ test loa của Galaxy A33 cho các bạn xem. Đồng đội
Ok, về cái phần loa thì Galaxy A33 có một cái chất lượng loa ngoài khá tốt các bạn ạ. Âm thanh stereo trên cái sản phẩm này thì mình đánh giá khá là ngon, chất lượng âm thanh ngon, âm lượng lớn. Nói chung là các bạn đang cần một chiếc điện thoại có phần loa là đáp ứng rất tốt cái nhu cầu của chúng ta thì con Samsung Galaxy A33 này nó quá đủ rồi. Còn về cái phần mặt trước ấy, thì đây là một trong những cái điểm mà mình thật sự không thể nào mà khen được con Galaxy A33 này. Tại vì trong tầm tiền hoặc thậm chí là rẻ hơn rất nhiều lần, con Galaxy A33 chúng ta đã có những chiếc máy có những cái màn hình đục lỗ rồi. Nhưng mà với con điện thoại này thì nó vẫn dùng cái tiêu chuẩn màn hình giọt nước các bạn ạ. Thề các bạn luôn, giọt nước phân khúc giá khoảng tầm là 4-5 triệu đổ lại thì mình còn chấp nhận được. Còn giọt nước ở phân khúc giá tầm 7-8 triệu thì đây là một cái nước đi sai lầm. Có thể là những bạn thích giọt nước, có thể là những bạn thích đục lỗ. Còn cá nhân mình nhá, mình thích một cái màn hình đục lỗ hơn. Đó, thì đây là một cái màn hình giọt nước với kích thước là 6.4 inch. Nhưng mà bù lại cái phần giọt nước này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình khả năng hiển thị rất tốt. Tại vì đây là tấm nền Super AMOLED, các bạn sẽ có tần số quét là 90Hz và các bạn sẽ có độ phân giải là Full HD Plus. Nói chung á, option 90Hz, Super AMOLED và Full HD Plus trong tầm này là quá ngon rồi. Tại vì căn bản á, là với những chiếc điện thoại tầm trung đổ về, chúng ta cũng không thể nào mà tận dụng được hết cái tần số quét màn hình của nó. Chơi game cũng không thể nào mà chơi game được 120fps. Thế nên 90Hz cho nó tiết kiệm pin. Chứ bây giờ anh em đòi 120Hz xong rồi thời lượng pin của nó thì đuối này, trải nghiệm thì nó không được lâu dài. Thế nên là 90Hz mình thấy ổn rồi. Về khả năng hiển thị thì mình cũng không có gì để chê về cái màn hình này. Màn hình của Samsung Super AMOLED thì luôn đẹp, luôn ngon. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng là cái viên màn hình của con Galaxy A33 này nó hơi dày. Nó y chang con Oppo Reno 7Z có mức giá khoảng tầm hơn chục củ. Thì thực sự là đã chê thì phải chê cho hết. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào phần bên trong. Thì với chiếc máy này thì nó sẽ chạy cho mình cái phiên bản là One UI 4.1 và phiên bản Android của chúng ta là Android 12. Rồi với phiên bản này thì nó cũng tương tự như là mọi dòng điện thoại khác của nhà Samsung thôi. Năm nay Samsung update phần mềm cực kỳ lâu dài, hình như là 3 đến 4 phiên bản OS cũng như là chúng ta sẽ có 4 đến 5 năm cập nhật bảo mật. Thế nên là bây giờ so với những dòng điện thoại Pixel hay kể cả là những dòng điện thoại của Xiaomi vân vân ấy thì thực sự là cái phần mềm của Samsung làm đáng ngon và cái vòng đời update của nó cực kỳ là lâu dài luôn. Ok, về cái One UI thì mình cũng không biết chia sẻ gì thêm. Nếu mà có thì mình cũng sẽ làm một cái video chia sẻ những tính năng hay ho của nó sau nhé. Về cái phần trải nghiệm của mình với chiếc máy này ấy, thì mình thấy rằng là tất cả những tác vụ của con Galaxy A33 này đáp ứng thì nó khá là ổn các bạn ạ. Tất cả những thao tác mà mình sử dụng thì nó đều rất là mượt mà. Tại vì căn bản là cái màn hình 90Hz của chiếc máy này nó được tận dụng một cách triệt để. Tất cả những ứng dụng mà mình trải nghiệm trên chiếc máy này thì mình thấy nó hoàn toàn mượt mà. Có chăng là thi thoảng thì mình thấy nó vẫn có một cái tình trạng khựng và lag nhẹ. Thì đây là điểm chung của những con điện thoại trong tầm này rồi, chúng ta bắt buộc là phải chấp nhận thôi. Tại căn bản là về phần cấu hình thì em này được trang bị con chip là Exynos 1280. Bình thường thì các bạn sẽ nghe 1280 là con Nokia 1280 đúng không? Nhưng mà không, đây là con Exynos 1280 các bạn ạ. Và với con Exynos này thì nó được làm trên tiến trình là 5 nanomet. Tuy nhiên đây là một con chip mạnh vì cái phần điểm số của nó lên đến là 400.000 điểm AnTuTu thì nó cũng ngang ngửa với những con như là Snapdragon 750 hay là Snapdragon 765G rồi. Tuy nhiên thì với con Exynos 1280 này thì nó chưa được tối ưu. Thế nên là với một số tựa game ứng dụng và với một số app mà mình trải nghiệm ấy thì nó chưa thực sự là có được trải nghiệm tốt nhất. Đó. Và kể cả là những tựa game mà mình test ấy, ví dụ như là PUBG Mobile thì nó không bật được ở mức là 40fps. Nên là khi mà mình trải nghiệm thì nó chưa thật sự là mượt mà cho lắm. Mình hy vọng trong tương lai con Exynos 1280 này nó sẽ làm tốt hơn ở cái điểm này. Nhưng con Exynos 1280 này nó lại có một cái hay, đó chính là về phần camera. Thì với con Exynos 1280 các bạn sẽ có thể là có khả năng quay phim lên đến là 4K 30fps với con này. Như vậy thì đây là một cái điểm cộng khi mà chúng ta so sánh với những con chip Dimensity này, so sánh với những con chip Snapdragon này, thì có thể là một vài con chip trong tầm này nó không có hỗ trợ cái tiêu chuẩn quay video 4K 30 hay là những cái tiêu chuẩn quay video tốt hơn. Thế nên mình thấy rằng là nếu như bạn đang cần một chiếc điện thoại mà có khả năng quay video tốt, có khả năng quay video 4K này nọ thì con Galaxy A33 này nó quá ngon rồi. Còn nói đến cái phần camera của các sản phẩm Samsung Galaxy A33 thì thực sự rằng là camera của Galaxy A33 nó khiến cho mình khá bất ngờ khi mà mình trải nghiệm các bạn ạ. Tại vì sao? Tại vì trong tầm này các bạn sẽ có một chiếc máy có camera 48 chấm, có camera ultra wide 8 chấm, có camera macro 5 chấm, có camera deep đo độ sâu trường ảnh là 2 chấm, cái này miễn bản. Nhưng cái quan trọng ở đây là nó có chống rung quang học và có quay video 4K là một cái điểm cộng
cực kỳ đáng tiền rồi. Về camera thì chắc là mình sẽ dành nhiều thời gian hơn trong một cái video đánh giá chi tiết. Mình chỉ nói qua về cái chất lượng ảnh chụp thôi. Thì các bạn có thể thấy rằng là trong tầm giá 8 triệu thì thực sự là khó có con điện thoại nào có thể đánh bại Galaxy A33 về cái phần là chất lượng ảnh chụp. Nếu chúng ta so với những chiếc máy hàng chính hãng, các bạn có thể thấy này, bức ảnh chụp cái quả xe màu cam của mình này, chi tiết của nó lên cực kỳ ngon luôn, chụp ngược sáng nhưng mà màu sắc phía sau này, trời ơi, phải nói rằng là con Galaxy A33 này có chất lượng chụp ảnh HDR rất ngon. Và đây là chụp ảnh thiếu sáng này, các bạn có thể thấy rằng là một bên là cái phần lá cây của mình khi không bật Night Mode, và một bên bật Night Mode thì nó tái tạo chi tiết một cách khá là ngon đó. Và đây là một số bức ảnh khác mình chụp ở chế độ tele 2x, hay con này là 2x điện tử nhỉ các bạn. Đó, chế độ góc rộng 0.5x này nó quá rộng luôn, và với cái 0.5x là nó thu lại được quá nhiều chi tiết. Và với camera 8 chấm thì ở những cái phần rìa của nó hay là những cái phần viền ấy thì nó hơi bị cong, nhưng mà nói chung là chấp nhận được. Còn đây là cái tấm ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng phòng của mình. Nói chung là chi tiết này rồi màu sắc của nó thì quá ngon. Cái phần camera selfie thì nó sẽ có độ phân giải là 13 chấm. Đây là chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phòng của mình này. Nói chung là cũng ổn, và chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng thì thực sự rằng là con Galaxy A33 này nó không làm cho mình thất vọng. Camera là một cái điểm cộng. Đến với những điểm khác thì con này sẽ có viên pin là 5000 mAh. Và Samsung ấy có truyền thống là bây giờ những con máy tầm này thì pin 5000 hết rồi. Và đương nhiên là nó vẫn có sạc nhanh 25W. Về cái phần trải nghiệm pin thì với chiếc máy này thì mình cũng đã có được những trải nghiệm ban đầu về phần pin. Thì em này có thể on stream được trong khoảng tầm 6 đến 7 tiếng nha các bạn. Các bạn thấy rằng là với cái thời gian sử dụng pin của mình thì mình đã làm rất nhiều thứ, ví dụ như là liên quân, YouTube, Facebook các kiểu, mà nó vẫn còn khoảng tầm là 62% pin. Thế nên là mình nghĩ rằng là với con này thì nó có thể sử dụng tốt trong khoảng tầm là 6 tiếng, thậm chí là hơn 6 tiếng tùy vào tác vụ chúng ta sử dụng. Nói chung là ngon. Thêm một cái điểm cộng nữa là con này lại có kháng nước IP67 luôn. Thực sự trong tầm này mà có kháng nước thì gần như là không thể tìm được trên những dòng điện thoại khác. Đó, và một trong những thứ mà mình hơi thất vọng một tí trên con Galaxy A32 đó là về jack cắm tai nghe. Thì như các bạn đã biết rồi là Galaxy A32 không có bất cứ một cái lỗ nào để có thể cắm tai nghe vào, nên là xác định bây giờ là chúng ta dùng tai nghe True Wireless hoặc là mua tai nghe kiểu Type-C thôi. Còn nếu mà các bạn mua adapter thì với một vài con điện thoại của nhà Samsung nó sẽ không tương thích nhá. Ok, tóm cái váy lại thì các bạn sẽ thấy rằng là con Galaxy A33 này trong tầm giá nếu như trừ quà đi khoảng tầm 7 triệu nhá, các bạn sẽ có một cái màn hình hiển thị đẹp. Đồng ý là nó vẫn có giọt nước, nhưng mà cái này có người thích sẽ có người không. Các bạn sẽ có được một cái thiết kế đẹp, các bạn sẽ có được hệ thống camera với khả năng chụp ảnh, quay video có cả trong rung quang học, ngon. Các bạn sẽ có loa kép với công suất cũng rất ổn áp. Các bạn sẽ có luôn cả kháng nước IP67. Đào đâu ra những con điện thoại trong tầm giá này có thể làm được. Và với con Galaxy A33 này thì mình thấy rằng là nó đáp ứng rất tốt cho cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của chúng ta rồi. Đó, với nhu cầu của phụ huynh hay là người dùng phổ thông thì con Galaxy A33 này nó là quá đủ. Và nếu mà so sánh với những đối thủ khác của nó trong tầm giá, ví dụ như là Oppo, ví dụ như là Vivo này nọ, thì thực sự là những cái sản phẩm đó mình chưa thấy sản phẩm nào có thể qua được cái sản phẩm này. Đó, anh em nghĩ sao về con Galaxy A33? Còn đối với cá nhân mình nhá, nếu như chúng ta không có xét đến cái yếu tố mà được anh em so sánh nhiều nhất là về phần cấu hình, thì thực sự Samsung đang làm điện thoại ngày càng ngon anh em ạ. Rồi, nhớ để lại một like và subscribe nếu cảm thấy video này của mình mang lại nhiều thông tin cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye anh em.